Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Em vừa mới nhận được một nguồn thông tin là từ đêm ngày hôm qua. Đúng ra là đêm ngày hôm qua em đã ra một video để chia sẻ với tất cả mọi người về câu chuyện của tàu đặt xà lan cũng như là bên phía gia đình của chị Hà. Thì ngày hôm nay sẽ là một thông tin buồn đối với tất cả chúng ta. Một thông tin đến với chính thức từ bên phía gia đình của anh Vũ và cũng có chia sẻ đối với tất cả mọi người là về cái việc là trong vòng gần một năm qua thì gia đình đã tốn biết bao nhiêu tiền của dốc hết vào đó. Và đến thời điểm này thì gia đình cũng nói rằng là hiện tại gia đình sẽ phải tạm tạm dừng lại. Có nghĩa là tạm dừng lại đây là gì? Không còn tiền nữa. Không còn đủ về điều kiện kinh tế nữa. Bởi vì gia đình đã tốn quá nhiều tiền. Quý vị biết rằng là anh Vũ đã đi ra Hà Nội trở về, đi ra Hà Nội trở về rồi lo biết bao nhiêu tiền không? Và cũng chia sẻ với mọi người một cái thông tin luôn là anh Vũ cũng có nói rằng là cái lý do ấy, mà anh neo ấy, anh không có gửi tiền về cho hai đứa con ấy, là cái mục đích là cũng để cho gia đình bên chị Hà này là kiệt quệ kinh tế. Khi mà không có kinh tế nữa thì làm sao mà theo được cái vụ này? Thì em hỏi tất cả mọi người chứ bây giờ từ lúc chị Kim Hà ra đi, anh Vũ không làm được cái gì. Mẹ chị Hà thì già yếu lo lắng cho con mà đau ốm đổ bệnh liên miên. Thì mọi người thử nghĩ có tiền ở đâu ra? Hai đứa ăn học. Rồi anh Neo cũng không có lo một đồng tiền nào. Vậy thì em hỏi mọi người trong vòng một năm qua anh Vũ chỉ có chạy lo giấy tờ thì làm sao mà kiếm được tiền đấy, em hỏi tất cả mọi người như vậy. Nên là em cũng nhận được một cái thông tin rất là buồn rằng là gia đình bây giờ là cũng muốn lắm. Bởi vì em nói tất cả mọi người, gia đình muốn cái sự thật nó sáng tỏ là bởi vì ngay từ ban đầu là mẹ chị Hà và anh Vũ và tất cả mọi người đều không tin là chị Kim Hà nhảy sông và phải nghĩ rằng nó phải có cái lý do gì đó thì chị Kim Hà mới ra đi một cách như vậy. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì gia đình có nói rằng là đã theo hết quá nhiều, mất quá nhiều thời gian và đã đổ nợ, nợ rất nhiều. Bây giờ phải đóng tiền lãi tiền lời đó quý vị. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người riêng cái vấn đề tang lễ của chị Hà, thuê người tìm kiếm, rồi đến cái vấn đề làm cúng thất, rồi là cái vấn đề tiền bạc đi lại chạy vạy, đơn kiện cáo, đi ra Hà Nội, rồi trở về Cần Thơ, đi ngược đi xuôi cái mục đích là gì quý vị? Vẫn chỉ là câu chờ đợi. Và đêm ngày hôm qua thì em nghe được cái thông tin điệp viên 009 của em cũng cung cấp về rằng là gia đình bây giờ đang rất khó khăn. Mà mẹ của chị Kim Hà cũng có nói rằng là gia đình thì vẫn tự lo được và không cũng không cần cái sự giúp đỡ của ai. Nhưng mà em hiểu được là một năm qua anh Vũ không làm được cái gì. Mọi người thử nghĩ coi, em của mình oan ức như thế. Đấy là cái suy nghĩ của gia đình nhá. Đó, con mình họ không tin là nhảy sông thì bắt buộc họ phải đi đi về về rồi đơn thử đi ra Hà Nội rồi trở về Cần Thơ. Em hỏi mọi người làm cái gì ra tiền thì đến cái thông tin ngày hôm nay em nhận được là gia đình cũng rất muốn để sáng tỏ nhưng mà bây giờ gia đình đã kiệt quệ về kinh tế. Thì em nghĩ rằng là cái thông tin này thì cái bên phía tập đoàn xà lan sẽ rất vui bởi vì bây giờ cái xà lan là cái tài sản của chị Hà để lại, đúng không? Anh Neo vẫn có thể kiếm ra một ngày bao nhiêu tiền từ cái xà lan đó, nhưng mà các con của anh lại không có được một đồng nào để ăn cơm uống sữa. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, cái xà lan của anh Neo này bán đi cũng được 4 5 tỷ, một chuyến hàng kiếm được 4 đến 50 triệu. Vậy em hỏi tất cả mọi người 10 tháng nay chạy được bao nhiêu chuyến? Em tính bèo nhất cũng phải nhận được 200 chuyến đi, 100 chuyến đi, rồi cũng kiếm được 4 500 triệu. Tiền đâu hết, đúng không? Tiền đâu hết. Thì em hỏi tất cả mọi người rằng là bây giờ có thể nói là cái một cái mưu âm mưu đã được vạch ra đó. Bây giờ phải lo lót cho các con các cháu thì tiền ở đâu ra mà lo kinh tế đây? Bây giờ em hỏi tất cả mọi người chứ bây giờ nếu như mà nói rằng là bây giờ thu xếp tầm độ vài chục triệu cho anh Vũ lại bay ra Hà Nội, em hỏi mọi người tiền ở đâu đi? Vẫn phải lo cơm áo gạo tiền nuôi gia đình rồi mẹ đổ bệnh đó. Em nói tất cả mọi người, từ lúc chị Kim Hà ra đi là gia đình chị Hà đã không còn gì. Em hỏi tất cả mọi người, bây giờ từ A tới Z mẹ chị Hà phải lo.
Một người chồng như anh Neo không lo bất cứ một cái gì. Em hỏi mọi người là anh Neo đã lo cái gì? Tang lễ, mồ mả, tìm kiếm, cúng thất cho chị Hà, ai lo? Cũng là anh Vũ với mẹ chị Hà đứng ra. Mẹ chị Hà thì ra cả rồi, bây giờ lại đau bệnh. Em nói mọi người là rất là đau lòng. Thực sự mà nói, khi em nhận cái thông tin là gia đình chị Hà đã không còn đủ kinh tế để theo cái vụ này nữa. Bởi vì là bây giờ em nói mọi người là bây giờ cứ kéo dài như vậy thì ai có tiền người đó thắng thôi. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, bây giờ kéo dài như vậy thì anh Neo, anh có tiền, đúng không? Anh vẫn không có ảnh hưởng gì cả. Dù chúng ta biết anh đã phải chữa bệnh rất nhiều, mua thuốc rất nhiều, nhưng anh vẫn có tiền hàng ngày. Còn chị Hà, gia đình chị thì anh Vũ không làm được gì. Mẹ chị Hà bây giờ già cả, ốm đau. Kim Linh cũng phụ thuộc vào cái tiền gia đình anh Vũ, gia đình chị Hà. Thì em hỏi tất cả mọi người tại sao anh không chu cấp tiền về? Bởi vì anh này muốn đây gia đình bên chị Hà này sẽ đứng ra lo hết và sẽ kiệt quệ về kinh tế và sẽ không còn đủ sức để theo cái vụ việc này nữa. Quý vị có thấy rằng là rất nhiều những cái vụ việc mà những cái người mà họ khó khăn đấy, họ không thể theo được là họ phải từ bỏ. Chị em nói tất cả mọi người là bây giờ cái vụ việc của chị Kim Hà thì anh Vũ vẫn nói là gia đình vẫn không có bỏ cuộc nha, không bỏ cuộc, bởi vì cái kết quả không có mà, bởi vì không thể nào mà kết luận được cái nguyên nhân tại sao chị Kim Hà ra đi. Bởi vì ở giữa sông đó thì cái gì giữ chị Kim Hà thì không thể chứng minh được đó. Thì anh Vũ có nói rằng là tạm thời bây giờ thì gia đình không thể bay ra Hà Nội, không thể đi Cần Thơ và không thể tiếp tục đem cái đơn từ đó ra ngoài bộ được nữa, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không có đó, mọi người thấy không? Nên là khi mà em nghe được cái thông tin này, em cảm thấy rằng là thực ra gia đình đã phải tốn tốn tiêu tốn rất nhiều tiền. Em nói tất cả mọi người đã theo một cái vụ kiện cáo để đòi lại công bằng cho con mình. Có người còn bán đất, bán nhà, bán hết tài sản chỉ để mong có cái sự công bằng, cái sự thật nó sẽ sáng tỏ. Thì anh Vũ cũng đã làm tất cả đó, mọi người thấy không? Hôm nay thực sự là một cái thông tin em nghe rằng là anh Vũ nói rằng là bây giờ gia đình sẽ phải gọi là hạn chế nha, hạn chế lại để cầm cự, chứ không là sẽ phải bán đất đó. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người, chứ bây giờ từ lúc chị Kim Hà ra đi thì anh Vũ thì đã phải lo đơn từ là trong vòng 3 tháng đổ lại đây là gia đình đã gọi là rất là yếu về kinh tế, còn chưa kể là mẹ chị Hà còn đau bệnh già cả rồi, lo thương con đó, 20 năm lấy chồng khổ cực đó, làm đến khi mà có tiền định mua cái mảnh vườn để sau này không có chạy xà lan nữa thì chị đã không kịp hưởng tiền bạc chị có két sắt ở đó, nhưng mà không cánh mà bay, chỉ còn có 13 triệu thôi đó. Thì bây giờ gia đình cũng có nói rằng là bây giờ gia đình cũng muốn gọi là theo đến cùng để làm sáng tỏ, nhưng bây giờ không có tiền thì phải tạm cho nó dừng lại đã để lo cho cái Tết đã đó. Em nói tất cả mọi người là khi anh Vũ chia sẻ rằng là bây giờ là gia đình cũng đang rất là khó khăn ha, bởi vì là thuê, biết mọi người biết bao nhiêu cái lần mà lặn cào mò, quý vị còn nhớ cái lúc mà đi thuê ghe cào rồi lặn tìm vật chứng cái ở trong hầm cống đó 4 5 ngày không, một ngày hết bao nhiêu tiền, còn chưa kể là còn chạy vạnh ra Hà Nội liên tục đi về. Cô Bí Ẩn cũng giúp, chưa quý vị, giúp rất là nhiều luôn, bởi vì cái vụ này quý vị biết mà, nó tốn rất nhiều tiền nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết quả. Thì gia đình cũng có nói rằng là bây giờ chúng ta cũng đã biết ha, trải qua một cái quãng thời gian 10 tháng, hơn 10 tháng rồi, nhưng mà cái kết quả vẫn chưa có, chúng ta vẫn chưa thể nào kết thúc cái vụ việc này. Anh Vũ có nói rằng là tạm thời thì gia đình sẽ tính cái phương án đó, ví dụ như là bây giờ là gia đình đang kiệt quệ về kinh tế thì gia đình sẽ tiếp tục tìm cái cách để khắc phục cái trước mắt, lo cho gia đình cái đã, lo cho có sức khỏe cái đã, sau đó thì mới có thể là đến tiếp tục. Bởi vì em nói mọi người là giống như kiểu người ta nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đấy. Bởi vì cái việc vụ việc của chị Hà thì đến có 2 năm sau cũng chẳng có kết quả gì, vì không thể nào mà có kết luận là chị Hà là nhảy ngạt nước, là gọi là cái lý do đây là mắc ở dưới sông là vì điều tự nhiên được. Đúng không? Bởi vì biết là ngạt nước chứ không có biết cái lý do tại sao chị Hà lại không nổi lên. Em nói tất cả mọi người là giữa dòng sông mà chị Hà có thể nằm hiên ngang ở giữa dòng sông đó tận 12 ngày mà phải cào phải móc mới nổi, thì bắt buộc nó phải có cái gì uẩn khúc ở trong đó. Đó, cái gì uẩn khúc ở trong đó và cái gì đã giữ chị Kim Hà. Gia đình chị Hà cũng có nói rằng là trong cái thời gian từ lúc chị Hà ra đi là gia đình đã không làm được gì cả, mà chỉ chạy vạy khắp nơi để mượn tiền bạc để lo cho cái vụ việc này để cho nó sáng tỏ. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã biết
À, trải qua một cái quá trình cái đó mọi người là phân tích từ cái việc là xà lan rời đi, xà lan hiện trường, rồi những cái vật xáo trộn trong gia đình, rồi cái vật mà chúng ta mong muốn tìm lại được hiện trường, dựng hiện trường để có thể nói rõ cái vấn đề là anh Leo này có chặt xuồng bơi ra không cứu đấy, chúng ta biết như thế đấy, nhưng mà cái bằng chứng nó ở đâu ra? Nhưng mà bây giờ không có bằng chứng gì hết thì gia đình cũng có nói rằng là rất là khó luôn. 2 3 hôm trước em cũng nghe được cái thông tin vui đó, nhưng mà bây giờ thì có thể là nói là gia đình ấy thì giấu cái việc gia đình thì không muốn để cho mọi người biết rằng là cái sự khó khăn, họ vẫn tỏ ra là ổn nhưng mà thực ra là không ổn tí nào đó. Bởi vì em cũng nghe được là bây giờ là nếu như mà vẫn theo tiếp thì có thể phải bán đất để có thể là theo tiếp cái vụ này, bởi vì nó tốn rất là nhiều tiền, 1 năm không làm gì mà chỉ có tiêu tiền, thì em hỏi mọi người là bao nhiêu tiền cho đủ, mà đâu phải ít quý vị, bay ra bay vô rồi đi khắp nơi còn chưa tính tiền bạc này kia kia nọ, riêng cái tiền chi phí ăn uống đúng không, rồi là làm công thất đó, tiền rồi chạy đơn từ, biết bao nhiêu tiền vô trong. Thì gia đình chị Hà có nói rằng là bây giờ gia đình đang rất khó khăn, nên là gia đình có nói rằng là không có bỏ cuộc nhưng mà bây giờ đang phải chậm lại, nó đi chậm lại phải có kinh tế thì mới tiếp tục trong vụ việc này được. Đó, anh Vũ vẫn có nói một câu rằng là dù là bây giờ kết quả chưa có nhưng gia đình vẫn tin là sẽ có một ngày sự thật nó sẽ được sáng tỏ, và cái nguyên nhân chị Hà nằm ở giữa sông đó và vì cái hầy một cái ai kéo xuống ấy, thì cũng sẽ trả lời cho chúng ta biết là cái nguyên nhân tại sao chị Kim Hà lại ra đi như vậy. Bởi vì em nói tất cả mọi người là từ lúc chị Hà ra đi đến ngày hôm nay chúng ta vẫn thắc mắc là không biết cái lý do là tại sao một con người mà người ta nhảy sông người ta đã trôi đi rất xa nhưng mà chị Hà thì lại nằm im ở cái chỗ chìm và không trôi đi đâu, mà khi nổi lên thì là em nói mọi người là chân tay nó có cái biểu hiện co quắp, có dấu vết lạ thường đó, nó không giống cái người một một cái người mà bị ngạt nữa. Thì gia đình biết như vậy đấy nhưng mà không làm gì được, bởi vì ngay từ ban đầu anh Vũ là cái người chứng kiến mổ tử thi ấy, là gia đình đã nghi ngờ rồi nhưng mà bây giờ phải đợi kết quả đúng không. Bây giờ họ cứ chơi cái dùng dùng cái chiêu là kéo dài thời gian, họ có tiền mà, thì anh Vũ không thể nào mà cứ cầm cự như thế mãi được đó. Anh nói tất cả mọi người một cái thông tin buồn như vậy ha, em cũng vẫn sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất ở video tiếp theo ha. Rất mong tất cả quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để theo dõi cái vụ việc này, cũng mong rằng là anh Vũ sẽ có cái cách nào đó để sẽ tiếp tục duy trì và sẽ đưa cái vụ việc này ra ánh sáng. Tuy kinh tế kiệt quệ nhưng em tin rằng gia đình cũng sẽ vượt qua, bởi vì không phải là riêng anh, không phải riêng anh Vũ mà sẽ có thể là sẽ có một cái người giúp đỡ. Và cái nguyên nhân vì sao gia đình lại rơi vào cái tình cảnh như bây giờ thì em cũng sẽ cập nhật ở video sau quý vị nhé. Và mọi người đừng quên bấm like và bình luận ủng hộ giúp em ha, để em có động lực ra thêm nhiều clip mới hơn. Và em sẽ tiếp tục cập nhật đến khi nào mà gọi là gia đình hay là chúng ta không có theo dõi nữa thì em sẽ thôi. Còn lại thì em vẫn sẽ cố gắng để có thể là truyền tải những cái thông tin mới nhất cùng với tất cả mọi người. Rồi chào tất cả mọi người nhé.